Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Unfat Computer. Anh em đã đọc tiêu đề rồi. Làm thế nào để có thể giảm nhiệt độ của CPU lên đến 10 độ C hoặc thậm chí là có thể hơn? Để đi vào được cách giảm thì trước tiên chúng ta hãy nói về phần nhiệt độ của CPU trước đi. Thì với CPU Gen 12 chúng ta đã có hai khái niệm. Thứ nhất là chúng ta đã có CPU thế hệ mới của Intel này, có rất nhiều điều mới trong đấy anh em đã biết rồi. Cái thứ hai nữa là chúng ta có CPU có nhân P-core và nhân E-core. P-core ở đây là nhân hiệu năng cao, còn E-core là nhân hiệu suất với xung nhịp khác nhau. Với thế hệ thứ 12 thì anh em biết rồi đấy, chúng ta đã có lượng nhân lớn. Vậy thì lên thế hệ thứ 13, Intel có đầu tư mạnh tay hơn khi mà cái lượng nhân P-core được cải tiến về mặt xung nhịp, lượng nhân vẫn giữ thế. Tuy nhiên, hiệu năng E-core ấy vừa được cải tiến về mặt xung nhịp và được tăng lên gấp đôi hết. Tất cả các dòng CPU đều tăng gấp đôi cá nhân E-core. CPU nào mà chưa có ấy, chưa xuất hiện thị trường thì anh em cứ đợi nhá để xem là i3 với i5 dòng non-K sẽ như nào. Thì khi mà cải tiến cái lượng nhân lên như vậy, xung nhịp lên như vậy thì đồng nghĩa một điều rằng đó là cái lượng điện nó cũng sẽ có thay đổi. Tuy nhiên cái lượng thay đổi ở đây nó là như nào và tại sao lại có những cái sản phẩm nó ăn đến vài trăm watt điện? Mình sẽ lấy ví dụ đi. Ví dụ với CPU Intel Core i3, đây là dòng 12.000 đúng không? Gần như anh em sẽ không bao giờ quan tâm đến cái yếu tố liên quan đến nhiệt độ hay là yếu tố liên quan đến điện năng của sản phẩm. Bởi vì những dòng CPU giá rẻ như này, chúng ta thậm chí có thể sử dụng tản nhiệt stock và để chơi game. Tuy nhiên những dòng cao hơn, ví dụ như Intel Core i5 13.600K trở lên là chúng ta đã có thể quan tâm được rồi. Thì ở đây, theo những thông số mình test và mình đã có capture lại ở đây, thì với CPU Intel Core i5 13.600K thì khi mà anh em sử dụng ấy, anh em cắm vào một sử dụng thì đều có thể lên được là 220W điện, hoặc là CPU nào mà ngon hơn một chút thì khoảng 200W điện. Vậy thì với cái mức điện tỏa ra như vậy thì mình đã sử dụng một rack tản nhiệt 360 và chỉ trong vòng qua 2 giây đã đạt ngay lập tức 97 độ C. Thế vậy thì CPU Intel bị nóng đúng không? 220W điện này, CPU Intel Core i5 dòng K thôi mà đã lên đến 98 độ C rồi. Vậy thì những dòng i7, i9 sẽ như nào? Cái này thì thực sự theo như mình thấy nhé, ý kiến cá nhân của mình thôi là không chính xác. Cái 220W anh em nhìn thấy và 98 độ C đấy không phải là hiệu năng của CPU, mà đấy là cái lượng điện năng dư thừa mà main đã cung cấp vào dành cho CPU. Và vì sao có cái sự dư thừa này? Và anh em hãy nhìn vào những cái mẫu main. Chúng ta có dòng H này, H610 này, B660 này và Z690. Dòng Z thì mới có thêm là Z790, có hai dòng Z690, Z790. Thì những cái dòng như vậy mà khi chúng ta cắm CPU thế hệ thứ 13 lên thì bắt buộc chúng ta thứ nhất là phải update BIOS và cái thứ hai là sử dụng Z790. Z790 thì không nhiều lắm trên thị trường, vì thế chúng ta phải quay ngược lại với Z690 này, B660 và chúng ta cần phải update BIOS để có thể sử dụng được. Và cái câu chuyện đây là gì? Mà khi anh em update BIOS để cắm nhận CPU Gen 13 thì CPU khi so với Gen 12 này, lượng nhân lớn hơn này và cái xung nhịp hoạt động cũng cao hơn, thì cái bo mạch chủ ấy nó sẽ không thể đẻ cái mức điện khi so với thế hệ thứ 12 được, và thay vào đó là phải mở điện để bốc điện vào dành cho CPU. Một yếu tố nữa cũng ảnh hưởng đến yếu tố điện đó là V-core. Anh em hãy nhìn cái xung nhịp boot của CPU Intel Core i5 thôi, không cần nhìn i7 i9, là 5.1 GHz/6 nhân. Thì để có thể đạt được cái mức xung nhịp đấy nhanh nhất có thể thì cái V-core sản phẩm phải bị đẩy lên cao, và qua đấy cái lượng điện nó cũng sẽ tăng dần như vậy và sẽ cao vút lên với 220W điện. Và mình nói thật, với 220W điện thì cắm i5 ấy trên những cái bo mạch chủ nào cũng được, bởi vì là 220W điện thì một cổng 8 pin là cũng cấp thừa rồi. Thì những cái hệ thống tản nhiệt kể cả RAT 360 tầm trung đổ xuống là đều gần 100 độ C. Vậy thì cái giải pháp ở đây là gì? Cái giải pháp ở đây thứ nhất là anh em đợi đây là đợi khi nào mà chúng ta có những bo mạch chủ dành riêng cho dòng 13 ra mắt. Và cái thứ hai nữa là chúng ta hãy nhìn vào cái thông số của nhà sản xuất. Mình sẽ lấy ví dụ nhé, với vẫn là i5 13.600KHz, khi mà anh em nhìn vào cái thông số hay 13.600K cũng được, nó không quan trọng lắm đâu. Anh hãy nhìn vào cái số turbo tối đa. Cái turbo tối đa của sản phẩm i5 dòng 13.600KHz ấy, nó chỉ là 181W. Đây, chúng ta nhìn vào con số 181W thì cái yếu tố này sẽ đóng vai trò là khi CPU đạt đến 181W thì sẽ bung được toàn bộ hiệu năng trên 6 nhân P-core 5.1GHz và 8 nhân E-core 3.9GHz. Và đấy, chúng ta nhìn nhé, giữa 220W và 181W đã chênh ở đây là 40W dư thừa rồi. Và mình cũng đã có can thiệp một chút,
mình vào trong BIOS rất là nhanh thôi. Ở trong BIOS đã có sẵn setting rồi và mình đưa ngay lập tức về 1.81W. Anh em nhìn luôn cái hiệu quả là nhiệt độ của CPU đã giảm xuống là 10 độ C. Rất đơn giản, mình nghĩ là anh em bật XMP ở trong bom chủ ấy, mất khoảng chừng là 3 giây thì anh em mất thêm 5 giây chỉnh điện nữa, tức là nó có sẵn trong đấy rồi, thì chúng ta giảm ngay được 10 độ C khi mà sử dụng. Cái hiệu quả khi mà sử dụng cũng đã tăng cao, trong khi đó cái hiệu năng vẫn giữ nguyên. Và mình cũng sẽ khuyến khích với anh em rằng là nếu anh em nào mà không biết quá nhiều về mặt công nghệ và muốn thay đổi những cái thông số như vậy thì chúng ta hãy làm những bước đơn giản thôi. Anh em kiểu gì cũng phải vào BIOS để bật XMP rồi, và chúng ta hãy làm một bước nữa, đưa cái giá trị điện năng về đúng giá trị mà Intel yêu cầu. Anh em cứ search ở trên trang chủ Huy VCPU i5 này là 181W, hay i7 là 253W, hay là i9 là 281W. Anh em hãy đưa về đúng cái giá trị như thế, và khi mà chúng ta sử dụng, cái hiệu quả sẽ đến ngay lập tức. Và để chứng minh cho cái câu nói đấy của mình thì mình đã có hạ thêm nữa, tức là mình sẽ có thay đổi một chút liên quan đến V-Core và cái điện năng cung cấp ra vào cho CPU. Thì mình đã có hạ được cái điện năng của CPU về khoảng chừng là hơn 160W. Thì lúc đấy anh em nhìn vào, nhiệt độ khi mà mình test ấy nó chỉ khoảng 79 độ C thôi, tức là so với cái mức chênh lên gần 100 độ C kia giảm thậm chí là được 20 độ C rồi, trong khi cái hiệu năng nó vẫn giữ nguyên như vậy đó. Vậy thì cái câu trả lời của mình ở đây rằng là CPU Zen 13 có nóng hay không, thì CPU Zen 13 là không nóng. Cái vấn đề nóng mà anh em nhìn thấy được ấy là do main cung cấp điện quá nhiều vào dành cho CPU. Mình sẽ nói thêm một yếu tố nữa, đó là Silicon Lottery. Cái câu này thì anh em nghe thấy nhiều rồi, bảo là CPU A, B, C này, chúng ta phải lựa chọn CPU tốt này, CPU không tốt thì CPU sẽ nóng. Cái này thì cũng không chính xác nhé. Nếu mà ngày xưa thì người ta chọn CPU Lottery là dùng cho mục đích ép xung là chính thôi, còn cái sự thay đổi dành cho những anh em dùng cơ bản là gần như không có điều gì khác nhau. Mình nghĩ là phải 99,9% rồi. Mình sẽ nói luôn là CPU Intel Core i5 mình test cho anh em, đấy không phải là mẫu CPU hàng tuyệt. Cái chỉnh của nó khá là khó, mình chỉnh 30 phút thôi. Bình thường mình chỉ chỉnh ảo cái xong, nhưng đây mình chỉnh 30 phút mà mãi mới giảm được ưng ý cho mình. Cái Silicon Lottery này ấy, khi mà anh em ép xung hoặc anh em giảm điện ấy thì mới thấy thôi. Còn khi mà chúng ta sử dụng default hay thậm chí là anh em giới hạn điện về sau Intel cung cấp thì tất cả mẫu CPU thì đều giống hệt nhau, là 181W là có thể hoạt động được mắc hiệu năng dành cho i5 13600KF, 253W hoặc là 235W dành cho i7 dòng K, và CPU Intel Core i9 là 281W, giống nhau như đúc luôn. Chúng ta hạ điện thì mới quan tâm đến Silicon Lottery thôi. Vậy thì đấy là cái giải pháp của mình. Bởi vì thực tế ra nếu anh em có đưa ra một giải pháp là thay tản nhiệt thì anh em cũng không thể thay được. Anh em thấy rod tản nhiệt 360 đã 98 độ C rồi thì anh em định thay lên rod tản nhiệt nước custom dành cho i5 à? Như thế nó vô lý quá. Mình biết là có những anh em ở đây là không hiểu nhiều về cái công nghệ. Tuy nhiên thì BIOS ở trong main nó đã có sẵn hết rồi, nó cũng khá là sát cái mục XMP. Chúng ta có thể vào bật và trải nghiệm được một cái hiệu năng nó chính xác nhất, đúng với số tiền chúng ta bỏ ra mà không hề lãng phí. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.